ngày kia từ lâu lắm chị dần về. Ngày tôi gặp nó đem tâm chiếc đêm nhạc mô, thấy thương nhau nhiều quá. Ba tháng trong cung trường cam go đã cháy tâm hồn mình mới. Nó luôn bảo tôi từng hoan hoan chỉ cùng vì khi nghiêm súng vẫn đêm đêm ban vòng mai có mấy nào được tôi. Hôm chia tay hai đứa cũng vui vui, ngày mai đó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời dặn nhau gắn môi dù cho thành môi sẽ cố gắng cùng niềm cười. Hai năm sau mới có thư về nhìn con dấu ghi nơi nắng trái biên về người quen cho biết tin bạn tôi thân mến anh nga xuống khóc đơn vì tiếc thương. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tin vui, chắc cay đầu môi kiều tu chín mưa rụt rồi. Nhìn trong lòng dây đêm quanh xưa kín đầu gáy nhớ đến những con một ngỡ ai đi nhìn sau theo dấu chân đi vào thiên khí biết bao người sống nở sương máu không trở về người đi bao tối vẫn luôn xanh cho đời mãi nó anh hồn ngay I'm gonna go.
Nó và tôi của nhạc sĩ Sơn Ngọc qua giọng hát của Bạch Nhật Hồng và Việt Trung với phần phụ diễn của Đức Bình, Phước Lộc, Trung Tín, Minh Phiên, Văn Dầu, Văn Minh, Văn Khoa, Đình Ý. Ngoài ra còn có các cô em gái hậu phương luôn chào đón các anh chiến sĩ là Kim Cương, Tuyết Mai, Kim Mai, Hồng Nhung, Ngọc Nhung, Phương Trang, Tố Quyên, Hồng Phương, Quỳnh Lan và Kiều Hạnh. Giờ này em ở đâu của nhạc sĩ Khánh Văn qua năm giọng hát của Mỹ Trang, Bích Kiều, Mỹ Hương, Tuyết Lan và Kim Ánh. Chúng tôi đã thử kết hợp 5 chiếc áo dài với màu vàng và đỏ tượng trưng lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Và sau cùng là có những người anh của nhạc sĩ Vũ Đức Hảo do toàn ban hợp ca. Chúng tôi nhận ra một điều là cuộc chiến Việt Nam bi thảm và đau thương nhưng đã để lại cho chúng ta, những người ở miền Nam, một kho tàng hết sức quý báu, đó là những bản nhạc viết về những người lính trong chiến tranh.
Và tuy ngày nay cuộc chiến đã kết thúc, những bài hát ấy vẫn còn ở lại với chúng ta, và chúng vẫn còn tạo ra biết bao nhiêu là cảm động, biết bao nhiêu là xao xuyến, và vẫn còn được hát lên để nhớ lại nguyên một thời binh đao, tưởng như cung kiếm đã xếp lại, bụi giày đã phủ kín. Bức tượng của người lính trước nghĩa trang Cộng Hòa bây giờ không biết ở đâu, nhưng những bản nhạc chúng ta vẫn còn giữ mãi trong tim. Và chúng ta chỉ cần 20 năm và chúng ta đã có một kho tàng văn học, văn nhạc. Những bản nhạc đã sống mãi trong chúng ta. Và bây giờ ngay cả những bản nhạc Bolero cũng đã trở lại ở bên Việt Nam. Và cái đó là cái niềm hãnh diện của miền Nam chúng ta. Xin cảm ơn. Không ra nhiều nhất là chắc là Việt Trung và Tiết Lam. Còn lại thì mình toàn là những người thợ đứng giúp mà thôi. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ban tổ chức buổi tiệc hôm nay. Xin giới thiệu anh Nguyễn Hân và Bích Kiều. Mạnh Nhật Hồng và Mỹ Hương. Đào Đức Bình và Tuyết Lam. Đặng Việt Trung và Kim Ánh. Và sau cùng là Trần Mộng Cương và Mỹ Trang. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và xin hân hạnh chào đón quý vị tại nhà hàng Shaping tối nay. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu các nhạc sĩ đã góp phần đánh đàn cho chúng ta ngày hôm nay là nhạc sĩ Mạc Văn Trọng và nhạc sĩ Duy Ngọc. Xin mời hai anh lên. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Lâm, nhạc sĩ Nguyễn Phước Lộc. Và các MC, xin mời anh Đào Trọng Quyền. Rất là vui khi anh trở lại party. Anh Trần Ngọc Việt, cô Phương Trang và cây nhà lá vườn Bích Kiều. Xin quý vị đứng lại để cho ban tổ chức trao một tí quà lưu niệm và chụp hình với chúng tôi. Xin mời quý vị về chỗ ngồi. Đi quân đội nông trường, nào có đôi người em, có em chưa biết nói. Tóc nào hay còn xa, tóc nào hãy còn xa. Người em gái tôi, người em gái tôi yêu, người em gái tôi. Ngày hộp hôn tôi mặc đồ hành hương, cười cười sao là tôi, cười cười sao.
xa xôi nhớ về anh lấy trong chiến binh mấy người chưa mà lỡ khi mình không về thì thương người vợ đã nhưng không chết người cha chiến sĩ mà chết người gánh đò đi về. Thank you.
xây một nhịp cầu để mãi thân đang về Thăng Long đến Thanh Bình sưởi ấm duy tân dợp mát và mối tình sinh viên thơ mộng. Khi cuộc chiến quốc cộng bắt đầu gây go thì Luật động viên buộc các chàng sinh viên từ giã người yêu để theo nghiệp binh đao lao vào nơi gió cát và không hẹn nghỉ về. Xin giới thiệu quý vị sau đây bản nhạc Trở Lại Em Yêu sẽ do Hữu Trang trình bày. Thank you.
Thank you.
Và quay phim ngoại cảnh rất công phu, hai vai chánh cũng là hai giọng hát chánh trong đoạn phim kịch này là ca sĩ Nhật Trường và ca sĩ Thanh Lan, đã làm cho không biết bao nhiêu người phải rơi nước mắt xót thương cho một thảm cảnh gia đình nát tan trong thời chiến. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nhạc phẩm
Anh không chết đâu anh, của nghệ sĩ Trần Cẩm Thanh qua giọng hát của Kim Anh.
khi chiều kéo lại bao nhiêu nhớ thương, khi đường bay chờ anh tung cánh sắt. Cây áo bay màu xanh, xanh như tình ai. Thắt lại khăn ấm chính em đang. Khi gió quay cuồng sau cánh bay, con tàu thép cầm cho tim ngất ngây. Khi đào chạy dài anh cất cánh bay lên, ngả nghiêng cánh chim con tàu sẽ trôi rời xa thành phố rồi. Mây giăng thật thấp, mây đang lùa trắng, mây pha màu nắng. Vừa cao vút cao mây trời kết thành một vùng tuyết trắng. Tiếng nơi xin buồn trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương. Khi nắng chiều đi không gian trơn tối, xóa nhòa vùng tuyết trắng mây mau. Anh ước sao tình mình như tiến trình, cho dù chúng mình không gian cách ngăn, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
tay mềm. Đường dưới anh kia đi gì mau vậy, hay đi cười hẹn nói linh mà em. Vườn hoa sáng râm đầy, tàu lá tư làm sao biến thư tình. Trăng đại dương không đủ biến thư lên, đến thư buồn trên đỉnh em. Hôm đi hình xin lên chiều mưa nhiều, áo dài xanh thì hoa trắng hoa biển. Anh chết cho em, đừng là ướt áo, em quên rồi, linh mà em. Đầu về bên anh em tình giàu cố, tay chi nhân đang nắm ngón tay mềm. Đường dưới anh người tin gì bao đời, anh người nghe nói linh mạng. Đầu về bên anh em tình giàu cố, tay chi nhân đang nắm ngón tay mềm. Đường dưới anh tin gì bao đời, anh người nghe nói. Yêu thương yêu thương yêu thương.
đời đời còn nhớ nhung
lấy tay chào đăng ký. Xin quên thôi, lấy tay xa đi. Xin một lần nữa, lấy tay chào đăng ký. Xin một lần cuối, một lần cuối, lấy tay xa đi. Xin một lần nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều nắng dễ dàng người về xây thành phố tương lai áo đang sông phù như trôi người.